Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong những ngày đầu năm thì chúng ta vẫn sẽ giữ một thói quen thường lệ, đó là sẽ lên sóng cùng với nhau trong chương trình Ai Đến Hôm Nay. Và mỗi một chương trình thì như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị và các bạn những câu chuyện, những thử thách. Thử thách này tất nhiên là không phải dành cho người dẫn chương trình mà dành cho vị khách mời. Vậy thì hãy cùng xem hôm nay ai đến. Điếc rồi cô không còn biết tôn ti trật tự trong nhà này nữa sao? Cô lôi bằng được tôi ra ngoài này để làm gì hả? Chị Kiên, anh phải về nhà ngay, anh phải về nhà ngay. Cô và Hương Thảo lại cãi nhau phải không? Nếu cãi nhau thì tự đi mà giải quyết, đừng có lôi tôi vào chuyện này. Chị Kiên, không phải là chuyện tày trời, là chuyện loạn lung. Cô vừa nói cái gì? Không phải từ lâu Hương Thảo đã tằn tỉ với chú ba nhà này sao? Thằng bé Chí Cường cũng là con của bọn họ đó. Cô bị điên rồi hả? Nếu như cô còn dám ăn nói điên không một lần nữa, tôi sẽ giết chết cô. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi những hình ảnh giới thiệu về một nhân vật khách mời sẽ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Đây được mệnh danh là một nam thần của điện ảnh Việt. Trong thời gian gần đây thì những cái bộ phim mà bạn ấy tham gia cũng đã làm mưa làm gió trên rất nhiều những nền tảng khác nhau, từ rạp, truyền hình cho đến mạng xã hội. Chúng ta sẽ cùng chào đón đến chương trình ngày hôm nay diễn viên Đăng Dũng. Chào bạn. Xin chào anh. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Ai Đến Hôm Nay. Và ngày hôm nay thì Dũng đã đến và đã sẵn sàng với tất cả những câu hỏi mà chương trình đặt ra. Không chỉ là câu hỏi mà hôm nay thì sẽ còn có những cái thử thách tương đối khó. Và đương nhiên đi kèm với thử thách thì bao giờ nó cũng sẽ có những hình phạt dành cho những người mà không vượt qua được. Wow. Trong cuộc sống thì Dũng có thường xuyên phải đối mặt với những cái thử thách, và cái tỷ lệ thành công khi mà mình vượt qua những thử thách đó là bao nhiêu phần trăm theo thống kê của Dũng? Tất nhiên là trong cuộc sống thì ai cũng sẽ gặp phải rất nhiều những thử thách rồi. Thường thường thì Dũng hay là người thất bại nhiều hơn. Thất bại nhiều hơn. Thất bại hơi nhiều nhá. Cũng vì thế nên là mình cứ càng ngày càng cố gắng thôi. Thì nhỡ đâu đấy một ngày thành công lại mỉm cười hay sao? Rồi. Cố từng ngày vậy. Không phải là nhỡ đâu đâu, mà có lẽ là bây giờ là giai đoạn chúng ta cũng có thể coi là những cái sự thành công đã đến với Dũng trong suốt thời gian vừa qua, đúng không? Mọi người thì đều biết là Dũng cũng đã vào trong Nam Tiến được một thời gian, một vài năm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì vẫn ở đây, thì chắc là dư âm Tết vẫn còn, hay là còn luyến tiếc điều gì của mùa xuân ở Hà Nội nữa? Thường thường thì mỗi khi mà qua cái dịp Tết Nguyên Đán đi thì Dũng hơi cố chấp trong cái việc ở lại Hà Nội. Nghĩa là cố gắng để làm sao tính từng ngày một. Ví dụ như là đến tháng 3 Dũng sẽ có một cái dự án phim mới, thì Dũng sẽ căn khoảng tầm 5 đến 7 ngày cuối cùng thì Dũng sẽ vào. Tại vì là cả năm mình đã làm việc trong đấy rồi, quá vất vả rồi. Đi phim suốt từ tháng 3 cho đến tháng 12 và về Tết Nguyên Đán. Thế nên là Dũng luôn muốn là sẽ dành hết cái khoảng thời gian nhiều nhất ở Hà Nội. Nói như vậy thì có vẻ thấy Đăng Dũng là một người yêu không khí tại ngoài Bắc, tại Hà Nội. Mê luôn. Thế nhưng mà vì lý do gì mà Dũng lại quyết định Nam Tiến? 100% là vì sự nghiệp, có nhiều những cái cơ hội phát triển trong nghề nghiệp hơn. Và từ đó thì mình sẽ có nhiều cơ hội gặp với nhiều người mới trong nghề nghiệp này, rồi trong cuộc sống. Thì Dũng thấy là cũng là một cái thử thách để mình nên đi xem là bản thân của mình cần gì. Bây giờ thì quay trở lại với công việc này. Có lẽ là trong năm vừa qua, trong năm 2022 là một năm mà rất là thành công đối với Đăng Dũng, khi mà bạn cùng một lúc tham gia đến 4 dự án phim. Chia sẻ và một chút về cái tổng kết của năm 2022 đối với Đăng Dũng đi. Liên quan nhiều đến sức khỏe. Kết thúc một bộ phim nào thì cũng sẽ là một chấn thương. Lúc thì chấn thương lưng, lúc thì chấn thương cổ. Bị chật tay, chật chân, nó là những cái rất là bình thường. Đau nhiều rồi nó cũng quen. Đấy, đúng rồi, nó quen đi. Và cũng nghĩ là không biết là sau phim này thì mình sẽ bị chấn thương gì tiếp nhỉ. Nó quen đi cái mức như thế rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về dự án điện ảnh Săn Mồi sẽ ra rạp vào tháng 5 của năm 2023 này. Dũng có thể chia sẻ một chút về bộ phim này đi. Cái bộ phim này là bộ phim mà điện ảnh đầu tiên mà Dũng tham gia. Ở cái phim này nó là một cái dạng nhân vật, là một cái nhân vật nhà văn, hiền lành, nói chung là si tình. Một cái dạng nhân vật mà Dũng cũng chưa trải nghiệm bao giờ cả.
thì Dũng thấy cái nhân vật này nó cũng khá là mới mẻ với cả cái nghiệp diễn xuất của mình. Vì ở đấy kiểu là nó có nhiều những cái góc khuất mà mình vẫn chưa đào sâu tới ở những cái nhân vật kia, thì nó rất là mãnh liệt, nó rất là hung dữ thì là mình cũng đã thấy được qua những cái bộ phim rồi. Nhưng mà ở cái nhân vật mới này thì mình thấy được là lần đầu tiên ở trên màn ảnh rạp thì mình thử sức với cả một cái dạng nhân vật nó khác biệt đi xem. Hay là nó có gì hay ho không? Thành công hay không thì phải ra rạp mình mới biết được. Không? Có một cái câu chuyện nào hoặc là một cái chi tiết nào hoặc là một cái cảnh quay nào mà khiến cho Dũng nhớ trong cái quá trình quay phim không? Cái nhân vật này là nó có một cái đặc biệt nhất là nó phải có một cái màu tóc khác biệt so với những người bình thường. Thì ở cái nhân vật đấy là Dũng phải sở hữu cái bộ tóc bạch kim, trông mộng mơ lắm. Trông mộng mơ lắm. Cái đầu bạch kim nó ném vào trong cái hoàn cảnh nào nhìn trông nó cũng nổi bật, đúng không? Nhưng mà để làm ra được cái đầu đấy và để giữ cái đầu đấy trong vòng vài tháng quay phim thì đúng là một cực hình. Chính xác cái thời gian quay phim của cái bộ phim này nó rơi vào khoảng tầm 3 tháng. Ám ảnh trong việc tẩy tóc, nghĩa là nó quá đau đớn. Ví dụ như tẩy 1-2 lần thì không sao, nhưng mà đây cứ khoảng tầm vài tuần nó mọc ra cái chân đen. Lại tẩy. Thì mình phải đi ra mình tẩy. Tẩy thì sau này nó lại, mà nó có tẩy vào chân tóc đâu, nó ăn vào da đầu của mình. Đúng. Nên là nó cứ tẩy da đầu trước xong nó mới tẩy đến chân tóc. Thì suốt khoảng thời gian đấy thì còn là Dũng rụng tóc. Không, cảm giác như là có thể sau dự án này mình sẽ hói. Thưa quý vị đấy, khi mà một cái hình ảnh được lên phim thì có lẽ là với những cái khán giả ngồi ở sau máy thu hình hoặc là vào xem trong rạp thì chúng ta được tận hưởng những cái giây phút thăng hoa nhất, những hình ảnh đẹp nhất của những người nghệ sĩ, những diễn viên. Nhưng qua cái câu chuyện của Đăng Dũng, một cái chi tiết rất là nhỏ thôi, đó là một cái bộ tóc được duy trì trong suốt 3 tháng, một cái màu tóc đặc biệt, nó cũng sẽ khiến cho người diễn viên rất là khổ sở, nhưng mà phải nén điều đấy lại để mang đến những cái diễn xuất tốt nhất, những hình ảnh đẹp nhất cho khán giả. Bên cạnh cái phần câu hỏi thì như lúc nãy mình cũng có chia sẻ với Dũng là trong mỗi một chương trình, khách mời bao giờ cũng sẽ có hai cái thử thách nho nhỏ mà chương trình Ai Đến Hôm Nay mang lại. Sẽ có một loạt những hình ảnh focus vào một cái phần trên cơ thể. À rồi. Đó, và bạn sẽ phải đoán tên đó là diễn viên nào. Chết rồi, chỉ sợ nhất là có những diễn viên mình biết mặt mà lại quên tên. Biết mặt mà lại quên tên. Chết luôn. Thì đấy là việc của bạn thôi. Okay. Thôi hôm nay là không biết là thất bại hay ám ảnh thì bạn. Ok. Đây là cái nốt ruồi này là dây dây Nhật Hạ này. Đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Ok. Rồi. Đây là ai ạ? Chi Phu à? Chính xác. Ấy giời. Đá quá nhờ. Rồi. 3. Cái này Dũng Bino, cái ít hầu này của Dũng này. Tại vì làm sao Dũng thấy là rất là ít người có một cái ít hầu mà nó bất bình thường như thế. Nó nhọn, nó rất là to. Nhọn. Ok. 3. 2. Kim Xuân. Yeah. Ok. Xuất sắc. Cái này thì có vẻ hơi dễ với bạn. Nào. 3. 2. Đô La Mai. Yeah, chính xác. Xuất sắc. 3, 2, Thanh Thức. Rồi. Oh. 3, 2, Quang 1. Anh. Oh. Yeah. Ok. Rồi. 3, 2, 1. Chịu hết. Hết giờ. Thúy Ngân. Yeah. 3. Mạnh Quân. Oh. Hay quá. Thêm một người nữa nhá. Người đoán được là giỏi này. Đây. Rồi, tuyệt vời. Giỏi quá, xuất sắc. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề nó tương đối là nhạy cảm nhá, về tình yêu đi. Trên phim thì mọi người thấy Đăng Dũng là một người rất là đào hoa. Khán giả thì cũng sẽ tò mò xem là người yêu ngoài đời của bạn như thế nào. Với rất là nhiều những anh em thân thiết, những cái bạn bè của Đăng Dũng, trước khi mà thực hiện chương trình này mình có khảo sát thì mình có hỏi mọi người thì thấy là mọi người cũng nói là Dũng cũng than phiền là mọi người là ế lâu lắm rồi. Là ế lâu lắm rồi. Nhiều, rất nhiều người, không phải ekip thực hiện chương trình. Tức là nôm na là thời điểm hiện tại là mình chưa có ai. Đúng không? Có hay không có? Thì nhiều chứ. Nhiều người thích mình. Rất nhiều luôn. Ok, chắc chắn. Rất nhiều. Không, thật ra là vì là Dũng đã gặp quá nhiều những người hỏi câu hỏi đó rồi. Mình cứ là mặc định một câu trả lời là có rồi, nhiều lắm. Kiểu như vậy để cho họ đỡ hỏi thêm ấy. Vì hỏi thêm thì nhiều khi nó tổn thương. Đau ở đây này. Đau lắm. Bây giờ sẽ là mini game thứ 2.
Chúng ta sẽ tiếp tục với một mini game chơi tiếp theo. Chơi bài luôn hả? Chơi bài. Ê, đúng rồi. Không sao, cho nợ chuyển khoản. Ok. Quét QR code được mà. Ok, chúng ta sẽ để Dũng lựa chọn 3 lá bài, úp nó xuống đã. 3 lá bài bất kỳ tùy bạn. Bây giờ thì Dũng sẽ lật lần lượt từng lá bài một và chúng ta sẽ phải thực hiện cái hành động hoặc là trả lời cái câu hỏi trong lá bài có. Trả lời sai hoặc không làm được thì bạn sẽ bị phạt. Ok. Ok, từng lá một. Bên sẽ lần luôn ha. Đúng rồi. Hãy đọc to câu hỏi của mình đi. Kể 3 đặc điểm tốt nhất của người yêu cũ. Cũ nhất là cái bao nhiêu năm? 7 năm. 7 năm. 7 năm. 7 năm 2 tháng. 3 đặc điểm tốt nhất của người yêu cũ cách đây 7 năm 2 tháng. Cũng đáng yêu. Rồi là nữ công gia chánh. Rất là, nấu ăn rất là ngon. Yeah. 3 2 1 Rồi. Có sao nhỉ? Tí đã bị phạt. Lá thứ hai xin mời. Gọi điện mời cưới người yêu cũ. Ok, xong. Gọi chỉ cần thông báo thôi, còn đâu kết quả như thế nào chương trình không quan tâm. Ok. Điện thoại đã có và bây giờ xin mời Đăng Dũng sẽ gọi điện cho người yêu cũ của mình. Alo. Alo. Cháu đây. Ui, vẫn chưa xóa số Dũng à? Chưa. Trời ơi. Sao lại xóa? Tưởng là từ ngày mà không gặp thì phải bao lâu rồi nhỉ? 7 năm 2 tháng à? Ôi thì luôn, hôm nay có cơn gió nha, bây giờ tới đấy. Tớ thích cả mình. Tại vì sắp tới có một cái gọi là event ấy. Có một cái cuộc này thì rất là muốn Hà có mặt, thì không biết là Hà có rảnh không thì có thể đến với Dũng không? Hôm nào cậu? Đám cưới của Dũng. Dũng cũng chả đăng gì trên Facebook đâu, thì cũng chỉ cưới trong âm thầm thôi. Giống như đợt Hà cưới trong âm thầm mà không có mời Dũng ấy. Dũng gọi điện cho Hà để biết được là Hà chắc chắn là sẽ vẫn tới đám cưới của Dũng thôi. À có chứ. Ok, là Dũng cưới là lúc buổi tối hay là buổi nào? Có gì thì Dũng sẽ báo sau, cho báo gọi là một cách cụ thể, gặp mặt cụ thể để báo. Chứ hôm nay chỉ gọi điện để biết chắc chắn là chưa bị chặn số thôi. Thế thì cứ thế nhá. Xuất sắc, trời ơi. Nếu mà theo một đánh giá tổng quan thì trong tất cả những cuộc gọi điện cho người yêu cũ của các vị khách mời trong chương trình, đây là một cuộc nói chuyện mà hay nhất và có kết thúc nó ngọt ngào nhất. Văn minh. Ok, rồi. Bây giờ đến lá bài cuối cùng. Trời ơi, chương trình ác quá. Còn ác nữa. Ôi. Ác thế đã là cái gì? Xin mời bạn lật lá bài lên ạ. Đừng gọi điện cho ai cũ nữa nhá. Bạn đã bao giờ thả rông? Đọc to lên ạ. Bạn đã bao giờ thả rông ra đường chưa? Úi giời. Mở ngoặc không mặc đồ lót. Bạn đã bao giờ không mặc đồ lót ra đường chưa? Tức là không mặc đồ lót thì có thể là mặc cái quần ở ngoài hoặc là... Nghĩa tức là không mặc nội y. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhiều. Nhiều. Ok. Mình thích cái sự thẳng thắn như vậy. Thường nhiều. Thì trong những trường hợp như thế nào thì bạn sẽ không mặc nội y ra đường? Là... Cố tình hay là vô tình? Nó là vô tình. Rồi. Vô tình thôi. Rồi. Ai cố ý cái đó. Rồi, rất là cảm ơn Đăng Dũng. Nhưng mà phạt thì vẫn phạt bởi vì lúc nãy bạn có trả lời chậm mất một nhịp. Okay. Câu hỏi liên quan đến những cái đức tính tốt của người yêu cũ. Chúng ta ở đây có hai hình thức lựa chọn. Một okay. là kẹo, hai là chanh. Bạn sẽ chọn cái nào? Kẹo. Rồi, bạn sẽ chọn một viên bất kỳ để bạn có thể là thưởng thức kẹo này. Màu xanh hy vọng đi. Xanh hy vọng, xin xanh mời. Xanh hy vọng đi. Cái này. Ok, xin mời. Ngon hay không ngon? Bạc Hà. Thật à? Bạc Hà. Nói chung là thưa quý vị, phải khẳng định lại một lần nữa là tất cả khách mời tham gia chương trình này đều là những người ăn ở tốt. Như vậy là chúng ta cũng đã trải qua thử thách. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, đó chính là chọn màu hashtag. Và ở chọn màu hashtag thì mỗi một khách mời sẽ chọn 3 con số ngẫu nhiên từ 1 đến 9. Mời Dũng. 278. 278, ok. Số 2, cái hashtag màu trắng mang yếu tố tích cực, đó chính là đi chùa cầu duyên. Như ở Hà Nội chúng ta có chùa Hà. Năm nay là năm đầu tiên Dũng đi chùa Hà hay là đi nhiều năm rồi? Mình đi 2 lần. 2 lần. Cái lần đầu tiên là cái lần đến cũng cầu, nhưng mà là cầu các cụ cho con ế. Thật, cụ có vẻ là thương hơi sâu quá. Hơi sâu, cái là cái ngày đấy là cái ngày mà cũng mới lập nghiệp. Thì cũng chỉ nghĩ đơn giản là cầu cho con là không có yêu đương gì lung tung. Con chỉ có tập trung vào 100% công việc thôi. Cầu đầu tiên cầu xương xương thôi. Nhưng mà ai nghĩ đâu.
Tận gần chục năm rồi. Tận gần chục năm rồi. Số 7 là một hashtag màu đen, có từ khóa là vạ miệng. Mạng xã hội thì luôn là một nơi để những người nghệ sĩ có thể gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, đôi khi nó lại là những cái con dao hai lưỡi, mang đến cho chính chủ nhân của nó những cái rắc rối. Đúng rồi. Nhiều lắm. Thậm chí là nó còn loại bỏ đi sự nghiệp của chính những người đó khi mà chúng ta vạ miệng. Còn rất nhiều lần trên mạng xã hội, Dũng hay bị gọi là vạ tay chứ không phải vạ miệng. Rồi. Mình thai bằng tay mà. Rồi. Bị vạ tay. Inbox ầm ầm nhảy vào trường. Nhảy vào trường. Trời. Nhảy vào nói không ra một cái gì hết. Anh là diễn viên mà anh đi chơi đùa tình cảm người khác mà anh cũng đăng lên trên mạng như thế à? Rồi là tôi tan tành cái hình ảnh từ ngày hôm nay. Rồi là tôi cảm thấy thất vọng về một người con trai như thế. Mình thấy ở lúc hơi suy nghĩ để liệu là mình có nên giảm bớt những cái cường độ, những cái caption này xuống một chút không. Số 8 là một hashtag màu cam. Từ khóa của chúng ta là 90% phụ nữ đã lập gia đình chưa được cầu hôn. Có một cái khảo sát trên 1.139 người phụ nữ đã lập gia đình, thì trong đó có tới 1.013 người phụ nữ đã thừa nhận rằng họ chưa bao giờ nhận được lời cầu hôn từ người chồng của mình cả. Cầu hôn thì được xem là một trong những khoảnh khắc để ghi dấu ấn trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Tuy nhiên, khi mà hỏi những người đàn ông thì họ nghĩ rằng là cầu hôn nó khá là xến xúa và phù phiếm. Đó, chỉ cần yêu nhau thôi. Cưới nhau thôi, quan trọng là sống với nhau như thế nào, chứ không nhất thiết phải là những cái chi tiết đó. Thì không biết là Dũng nghĩ rằng sau này khi mà lập gia đình thì Dũng có thực hiện một lời cầu hôn không, hay là khi mà cả hai người yêu nhau một thời gian đã quá hiểu nhau rồi thì mọi thứ nó đến một cách rất là tự nhiên. Với Dũng thì Dũng không quá quan trọng cái việc đấy đâu. Ừ. Vì cái việc cầu hôn thì cũng đâu có phải nhất thiết là từ người con trai đến người con gái đâu. Tại vì cái đấy nó cũng không có quy định gì về cái việc giới tính cả. Mình đừng quá quan trọng hóa cái việc đấy lên, nó là một cái gì đấy, nó rất là cao siêu. Chúng ta đã vừa trải qua ba con số ở chọn màu hashtag cùng với diễn viên Đăng Dũng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, đó chính là phần góc review. Ở góc review thì bạn sẽ lựa chọn một trong ba chủ đề để chúng ta sẽ nói nhá. Điện ảnh, âm nhạc hoặc là sách. Thôi âm nhạc đi. Âm nhạc, ok. Có một cái câu hát, một bài hát hoặc một nghệ sĩ nào liên quan đến âm nhạc mà Dũng cảm thấy thích không? Hoặc là Dũng khi mà nghĩ về người đó, hoặc nghĩ về bài hát đó, hoặc cái ca từ đó thì mình cảm thấy là nó có năng lượng tích cực trong những lúc mà mình đang căng thẳng không? Có một cái nghệ sĩ mà khoảng mấy chục năm nay cũng có theo dõi là Britney Spears. Thì có một khoảng thời gian rất là đen tối với Brit. Khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian mà cô ấy ly hôn này, cô ấy bị tước quyền nuôi con này, cô ấy sa đà và rất là nhiều những cái thói hư tật xấu. Và cô ấy vẫn đi qua để ra được một album ngay trong cái năm đấy. Rồi là đến 2008 thì đạt tượng vàng các thứ. Thì Dũng thấy là đấy là một cái sự trỗi dậy của một con người mạnh mẽ đến mức như thế nào. Thì đấy là một cái tấm gương mà khi mà Dũng nhìn vào. Ok, hôm nay thì rất là vui khi mà Dũng đã tranh thủ những cái ngày khi mà ra ngoài Bắc ăn Tết cùng gia đình, đã đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay và mang đến cho khán giả của chương trình rất nhiều những cái câu chuyện rất là thú vị. Chúc cho Dũng của một năm 2023 sẽ luôn thành công với tất cả những cái dự án mà chúng ta đang theo đuổi. Và mong rằng năm sau khi mà đi về quê ăn Tết thì chúng ta lại được gặp nhau để cùng trò chuyện tổng kết lại một năm, xem là một năm 2023 đã trôi qua như thế nào. Ngày hôm nay thì Dũng rất vui khi mà được đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay và được trả lời câu hỏi cũng như là thử thách. Và rất hy vọng rằng là năm sau sẽ có cơ hội được quay trở lại chương trình và gặp anh, và chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn nữa về những dự định. Và hai anh em mình sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong năm mới. Rồi, ok, đập tay cả, high five cả, ok. Và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc tất cả quý vị cũng sẽ luôn có những cái sự thành công, may mắn trong năm 2023. Xin chào và hẹn gặp lại.